Attitude, Skills and Knowledge Thái độ, kiến thức, kỹ năng để thành công trong nghề phiên dịch Trong video này hôm nay chúng ta sẽ nói một câu nói phổ biến trong các hội nghị trong lúc người ta phát biểu Đó là hai câu gì rồi anh nói, thật ra là cùng một chuyện mà Hay là à, hai cái đó là hai khía cạnh của một vấn đề thôi Thì những cách nói này qua tiếng Anh sẽ dịch thế nào đây cho nó, nó dễ dàng, nó có nhiều option và nó phù hợp với hoàn cảnh nếu mà xem xét từ góc độ văn viết thì cái câu vừa rồi cái ý vừa rồi á chúng tôi không nói cái câu đó chính xác mình sẽ học để nói nhiều câu tương tự mà cho nên tôi nói là cái ý vừa rồi sẽ diễn đạt bằng những cái câu này trong tiếng Anh nè. Một, hai, ba. Cách dịch mà gọi là trực diện nhất, dễ nhất, không cần động não nhiều. Đó là dịch y chang như câu tiếng Việt nói. You have just mentioned the two sides of the same thing. Đúng rồi, câu nói này đơn giản dễ hiểu và không hiểu sai được. Nhưng câu nói này không phải là câu mà chúng tôi, đội của phiên dịch viên IKT, thường làm việc cho khách hàng bởi vì chúng tôi sẽ luôn luôn có những option nó khác hơn một tí nó thú vị hơn một tí để nói các bạn có thể chọn option này both points are the same thing câu đó cũng dễ đúng không nè dễ dễ hiểu và dễ nhớ hoặc là các bạn chọn câu kế tiếp They are different angles On the same issue câu này cũng hay hay đúng không nè vậy thì tôi đã nói gì trong các hội nghị trong các tình huống tương tự ta nói thế này các bạn you have mentioned two signs update the same coin. Wow, same coin, đồng xu mà. Như vậy thì rõ ràng này mình lột tả được cái ý tiếng Việt và mình lại dùng thành ngữ tiếng Anh. Cái thành ngữ này nó cũng dễ hiểu, hình tượng hóa vô cùng. Ai chưa biết thành ngữ đó vẫn có thể hiểu được câu này. Do đó, đây là những điều mà đội ngũ phiên viên chúng tôi đem lại cho khách hàng của mình bằng sự chỉnh chu về sự hiểu biết ngôn ngữ cũng như về kiến thức về thái độ của chúng tôi làm việc. Chúng tôi luôn tìm tòi những cái tốt nhất để mang lại một cái thành công cho khách hàng của mình. Nếu bạn hứng thú với nội dung này, hãy đăng ký kênh.